Innova đời 2010. Đây là bản V số tự động nha cô chú anh chị. Nước sơn bên ngoài chuẩn chu luôn. Hai túi khí anh em nha. Đây là mẫu gia đình. Sơn si chạy qua thời gian dầm tút này, như là cản trước cản sau có sơn dầm nè. Thùng mình cũng có một hai chỗ là sơn dầm. Nói chung sơn si không quan trọng, quan trọng là sơn nó đẹp, nó đều màu cho anh em là ok. Hai cụm đèn là anh em, hai cụm đèn là mới nguyên bản, chủ nhà là full led rồi. Kết hợp đi đôi thì chúng ta sẽ có đèn gầm phá xương. Đây là form mới nha. Form mới đi đôi là hai túi khí số tự động. Mẫu Innova V là một mẫu xe số tự động bản cao nhất rồi. Động cơ dung tích làm việc chỉ có 2.0 à. Dòng này thì thương hiệu đến từ Nhật bà con biết rồi. Độ bền cao nè, tuổi thọ tốt nè. Và mức độ tiêu hao em nhiên liệu em này cũng đâu đó cũng dễ chịu. 9 lít, 9 đến 10 lít trên 100 km khi anh em chạy có tải sẽ là 10 lít. Đây là cụm đèn nguyên bản là form mới nè. Anh chị nè, đèn vạch hai màu nha, rõ ràng nha. Biểu tượng của chữ Toyota nè. Hệ thống cảm biến dê phía sau, nói chung là một mẫu xe nguyên bản không có một tí độ chế đâu anh em. Đây là bản V nha anh em. Số tự động là bản V hết toàn bộ. Xe đẹp nha anh em, được cái là không cứng lỗ trên chiếc xe, nước sơn đẹp lắm. Gia đình lấy mẫu này về là ok, dàn mâm nè. Dàn mâm cây nguyên bản của dòng Innova nè. Gầm bọc ở trong nè, không có một dấu hiệu gọi là mục mọt ở dưới phần gầm nha anh em. Sạch sẽ. Mời anh em trải nghiệm vô khoang nội thất. Đi đôi sở hữu toàn bộ là hệ thống ghế da. Ghế da nguyên si hết, ghế rin luôn anh ạ. Cô chú anh chị, đẹp chưa anh em? Áo dàn trần là nguyên bản nha. Đây là vô lăng nè, theo xe nè. Hai túi khí là số tự động nè, màn hình Android, cam hành trình. Nói chung mẫu này full hết toàn bộ tính năng đồ chơi rồi. Ở gia đình thì lấy mẫu này về chạy thôi. Đây anh em, băng ghế ngồi phía sau nè. Rộng rãi cho anh em nhé. Bên đây có dây đai bảo hiểm hết toàn bộ phía sau. Và ở giữa phía trước có dây đai bảo hiểm an toàn hết toàn bộ. Tắp bi cửa khá là đẹp. Keo chỉ tắp bi cửa là nguyên si nè. Vân gai đẹp lắm. Anh chị biết là V thì bà con yên tâm nè, không có ai chạy dịch vụ. Hệ thống kính của nó là kính autoblend, kính theo xe nè. Nè, keo nè. Keo nguyên si có mất phân keo nào không anh em? Tắp bi nè, vân gai nè. Mới lắm. Hai túi khí nè, không có dấu hiệu là bung nổ trên chiếc xe nha anh em. Đây anh em, số tự động nè. Bên đây chúng ta sẽ có hai cấp chế độ chạy nè. D3, D2, DL nè. Đó, hai tính năng hỗ trợ chạy cho bà con. Dàn ghế xịn sò, ghế da rin hết nè. Mới tinh nè. Gân guốc đẹp nè, từ những con tán bản lề của cửa không có dấu hiệu khui ra mở lại. Anh em trải nghiệm vô phần khoang động cơ máy nhé. Em này đăng kiểm tháng 1 năm 2025 anh em. Mẫu này chủ nhà mới đăng kiểm 1 năm cho anh em xong. Mẫu này đăng kiểm anh em còn đến 7 năm nữa. 7 năm nữa mới xuống 6 tháng, cho nên bà con chạy vi vu rồi, không phải lo rồi. Đời càng cao đăng kiểm càng dài anh em nha. Đây, bản V nó khác bản G nè. Chúng ta sẽ có gương cụp mở nè. G sẽ có không có gương cụp mở. Nhưng G ngược lại, G sẽ có gương chỉnh điện mà không có tính năng gương cụp mở này. Côn ga số là nguyên si mới tinh nha anh em. Anh em thấy côn ga số mới không? Bà con trải nghiệm vô phần khoang động cơ máy. Nó bản V khác bản G một số tính năng. Số tự động là gương cụp mở nè. Còn ngoài ra đồng sơn phong dáng thì nó y chang nhau, không khác cái gì. Mặt ca lăng tản nhiệt nguyên bản của dòng Innova. Mạc chrome hết. Sáng sủa. Anh em coi phần khoang động cơ máy. Đây anh em. Khoang động cơ máy khá là êm. Em này máy số chưa làm nha anh em nha. Đây là mặt nắp keo của em, nó còn nguyên si hết nè. Liền lẹt lắm. Máy êm ru. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống là 4 van xẻ nè, 4 van hút nè. Đây là buồng hút nè. Và qua đây chúng ta sẽ thấy buồng xẻ. Cái xe mà chạy nhiều anh em để ý nè. Cái bô, cái phần là cái phần chống nóng của bô nè. Anh chị ông, nó sẽ đen và nó xét hết. Nhưng không, đây rất là sáng tài anh chị ha. Nè, sáng tài chưa? Không có một tí xét rỉ luôn. Tem theo xe nó còn dây điện là câu nguyên bản, không có dấu hiệu là câu lằn nhằn trên chiếc xe đâu. Hai bên lường đẹp như nhau nè. Sạch sẽ cho anh em. Đây là dàn nè. Đây là dàn nè anh em. Dàn là sạch sẽ nguyên bản hết, không có đâm vai lỗi lầm. Đó, được chưa? Mẫu này vẫn hỗ trợ cho anh em góp 30 triệu luôn. Đây anh em. Nắp capo nè. Liền lẹt nha anh em nha.
cái nắp capo này á là chủ nhà chạy là chỉ. Đó là Trần Anh báo luôn, không phải đâm va mà chạy là chỉ. Chạy là chỉ cái gì nó rớt trên nắp capo đó, xong rồi người ta làm lại chạy là chỉ với nắp capo. Còn ngoài ra xương đầu của em nó là nguyên si nè. Nếu mà giả sử như trường hợp mà nó cứng cái đầu, nó vô nắp capo đúng không, thì xương đầu đây nó sẽ mất hết nha cô chú anh chị, xương đầu sẽ mất hết. Từ những sóng gân, sóng gân trong học của nó còn nguyên bản như thế này nè. Và đây nè, bà con coi kỹ nè. Đây em quay về cho anh em dễ coi, được chưa? Đó là không có đâm ve nha. Và bên này cũng vậy nè. Đó, nhiều khi Trường Anh quay xe lên, Trường Anh phải tả xe làm sao để cho nó đúng với thực tế luôn cho anh em khỏi phải có thắc mắc ở trên chiếc xe này nữa. Đó là vậy, chủ nhà không có chạy là cái chỉ cho nó có bô. Đó, chạy là chỉ cho nó có bô, còn sóng gần ở trong nó có bô vẫn là nó có bô rin nè. Sóng gần ở trong là còn nguyên si nè. Đó, anh em thấy không? Không có dấu hiệu là dập móp đâu. Bên đây cũng vậy nè. Hệ thống dầu trợ lực là theo xe. Xe có sao là mình nói thẳng như vậy. Chứ mình không có ngại đâu nha. 260 triệu mẫu này cho anh em bản V 2010. Anh em mua Trần Anh có bớt và hỗ trợ cho anh em góp lên tới 30 triệu tiếp tục. Không một ngày giờ lãi suất được chưa anh em? Đó, tình trạng xe là mình báo rất là chi tiết, rất là thẳng rồi. Lấy về là anh em có mấy cái việc chạy thôi. Nè, số rin nè. Anh chị thấy cái hộp số của em nó khô réo không? Đây là cái bầu cạc te đựng nhớ hộp số nè, anh chị coi nè. Chưa có dấu hiệu mở luôn nè. Coi kỹ nha. Số nè, số là khô réo nha. Cực kỳ là khô réo. Em đi dẫn động toàn bộ hệ thống cầu sau hết nha anh chị. Gầm đẹp không? Gầm nguyên bản nguyên thủy hết. Đó, anh chị nào quan tâm mẫu Innova bản V, số tự động, mẫu gia đình thì alo cho Trần Anh ô tô. Sau cũng bon điện. Bon điện là nguyên si. Hệ thống keo chỉ ở trong là tán ở trong cánh sau là chưa mở luôn nè. Tán cái sau là nguyên si hết nha. Nói chung mình là người thật việc thật anh em. Mình có sao mình cứ nói vậy. Đó, cho khách người ta coi. Chứ không có giấu làm gì cả. Gầm là bao đẹp, gầm không có một tí bụt mọt, gầm sáng trưng à. Mẫu gia đình 260. Anh em quan tâm mẫu này thì alo cho em, góp cho anh em 30 đến 35 triệu luôn. Rồi chào anh em nha.